Sao chúng ta đến với chương trình văn nghệ tối nay, thực ra không có biết bùng gì đâu, chỉ là thấy mấy bài qua lại nó không chiến lắm nên là viết một round no beat linh tính mà. Ok, vừa viết xong tối nay nên mà phải nhìn lyric đi danh Norasi. Ok. Quá chán nhưng mà diss 2 phút 3 phút, Lê Hải là giữ bút ra chút, phong độ không chút sa sút, beef mà đéo có độ chiến, tao lại phải ra làm mẫu, kỹ năng thằng này có thừa, không quan tâm lời sàn tấu nha. Mở đầu chút break, gặp mấy thằng quét thong dong kiếm chuối, Thanh Hóa có hình long chín ngón, gặp Lê Hải thành long chín suối. Nhiều định kiến về người Thanh Hóa, anh em vẫn vượt qua bao khó khăn luôn, là người Thanh Hóa đúng là khổ như chó, nên mới phải ăn gió ăn sương. Ăn rau má, phá đường tàu, chúng xuyên tạc với những lời sủa ác. Ừ thì bọn ta phá đường tàu, nhưng đấy là đường tàu của Pháp. Lịch sử Thanh Hóa, chúng mày nghĩ có thể xóa đi chắc. Đạp Mariac còn phải dạt sang một bên. Thanh Hóa rau má Niac. Anh có thể tự hào bác sĩ, nhưng Battle vẫn phải học em. Anh thích thể hiện mình uyên bác, nhưng với Lê Hải còn phải đọc thêm. Thích chơi pun y học, thì anh còn ngáo gớm. Vitamin A thì sáng mắt ra, còn vitamin C này thì chống táo bón. Lên mạng rap vớ vẩn, cẩn thận, vợ ra sofa nghe chửi. Rap để cho anh một gáo nước lạnh và tan biến luôn. Nora xê sủi. Nhìn anh trông ngộ ghê mà nghĩ mình phong độ ghê. Sát thủ máu lạnh có thành Đức Phật thì cũng không độ C. Kỹ năng cần thích nghi, làm gì có ích đi. Flow như là Richie, các em muốn hickey, no beat, flexing, trường phái chưa chạm tới. Nghe anh rap thì chữ C, mà em tôn trọng chỉ có Big C. Better với em thì anh em biết tránh này, Nora C thì xách dép, giờ còn thêm cả C đánh giày. Dù mấy thằng em anh đi đi theo, em dạy một lượt y video, Nora C hay Dr. BL, gặp em là ăn án tử, Lê Hải CBL. Nói thật là anh rap chán, đừng có mà cáu nha. Không phải ai sinh ra ở Hải Phòng cũng thể hiện tốt 16-3. Flow được câu nào cũng chặt đôi, dưới động vần đôi đã là thành tích. Punchline thì em còn giữ nhiều, đụng phải em số anh là lành ít. Kể cả flex kiến thức thì cũng cho anh ân hận, coi lyric như một phần cơ thể, em tận tụy và cẩn thận. Lyric như Bình Ngô đại cáo, xử cái ông Bình Lê lại ngáo. Không nhắc chuyện tình dục, song rau này nên biết là mình nhục. Sát thương của nó quá lớn, trong vài ngày nữa mới thấy bình phục. Trước khi mà nhắc đến em, anh nên hiểu rõ binh tình, đừng có để mấy thằng khác khinh mình. Đừng để em phải làm thịt anh khắp miền Bắc, hết Thái Bình rồi lại Ninh Bình. Thử tìm Nora C trên Google, xem có thông tin gì khác. Hóa ra là Nguyễn Lê Bình. Phách này cho anh, phách này cho anh và body pack. Thế mà trước giờ em cứ tưởng anh họ Lê, đúng là lũ mà. Thế bè là no biết Lê Đức, Lê Minh, Lê Hải, nên anh cũng muốn đú à. Hay có gì sâu xa hơn, khai thác tăng thêm độ khó, cho anh bớt làm trò lố. Thật buồn cười anh khoe gia đình yên ấm, nhưng lại không muốn lấy họ bố. Độ căng như em, anh Bình còn chẳng. Độ căng như em, anh Bình còn dám đụng trăng. Chắc anh làm nha sĩ, vì ám ảnh câu chửi của ông già. Mày láo mà tát phải rụng răng. Passlight xuyên màng nhĩ, nhớ lời này toàn trí. Anh là bác sĩ nha khoa, nhưng sau lyric lại không có nhiều hàm ý. Em cũng là bác sĩ, nhưng thì flow thật ngon nghẻ, còn anh thì non trẻ. Nếu hai cô công chúa của anh mà lớn hơn ấy, chắc anh đã chọn em là con rể. Time, pitch. Má ra bình tài anh tính cũng được 4 phút à? Thử công nghệ va chút cho sự cố gắng vô ích. Ở phong độ mày không sa sút, nhưng mày thua Gothic. Diss thế nào mày có độ chiến, đây mới gọi là làm mẫu. Nghe vơ tao khiến mày đứng hình như là làm mẫu. Hạ sát thằng phế như mày làm tao phải băn khoăn. Liên hoàn xác thịt thằng ngọng này chưa đến tao đã phải ăn lăn. Quá tàn ác nên sợ Phật không độ, mọi người can và ngăn. Đúng, tao có không độ vì tao number one. Vị trí của tao trong rap là thứ mày hàng ngày mong có. Thanh Hóa làm đéo gì bị định kiến nếu không có mày trong đó. Tại sao mày bị vùi dập, tao được tung hô? Thì tao cho rằng như này, người ta không định kiến Thanh Hóa, người ta định kiến những thằng như mày. Battle chú có gì tự hào ở cái thời rapper như nấm mọc lên. Chú thích tiếng cho đọc thêm. Sự nghiệp battle của chú không có gì để đem lại hay xem lại. Chỉ chuyên đấu no beat và thua newbie là việc duy nhất nên xem lại.
mấy cái pan về y học đúng là rất khéo. Vitamin A, vitamin C, vitamin E là mày phải tan trong chất béo. Tao không nói mày béo, tao nói gô thích béo. Và mày là người bị hòa tan, bình lê có thể chiến đấu đến chết. Còn mày thua lên Facebook và than. Giải battle muốn gây tiếng cười, mày kéo Lê Hải đi chôn. Về nhà cái bẩn bị Hades body bag, kéo Lê Hải đi chôn. Mấy cái pan đồng âm đi kèm vần 3-4 thì không có gì quá ghê. Mày không phải people, nhưng cộng đồng nói mày kỳ quá đê. This tour, cay ghê, Hải chửi cộng đồng, Hải quay xe. Đây không phải là diss, đây là dạy lại thằng ôn ngọng. Sự tôn trọng không chuyển đi đâu hết, vì làm gì có sự tôn trọng. Có thể Bình Lê chưa làm hoàn hảo 16-3, nhưng không ai có thể phủ nhận. Lão ấy chiến, còn mày làm rất tốt 36 kế. Mày biến. Bọn tao chill với rap, còn mày cay cú đến nỗi quá trớn thật. Coi lyric như một phần cơ thể, tao chỉ thấy mày to gan và lớn mật. Mấy năm mày bất tích biệt tăm, bây giờ quay về đấu thua mày chửi cộng đồng lẫn giải đấu. Punchline của mày như cứt, vì rộng lòng nên phải giấu. Đăng quá nhiều status và story cay cú, Hải chầu. Mày đéo phải chó, Hải cầu. Cộng đồng chửi mày như súc vật, mày quay sang sủa Bình Lê. Mấy cái angle dởm mà nghĩ skill của mình ghê. Giải đáp thắc mắc cho thằng kiếm chuyện sủa này, Bình Lê làm nha sĩ để khuyên mày cẩn thận cái miệng của mày. Vợ của Hải diss chỉ cho thấy Hải ngu còn làm lố. Hai câu cuối, Hải ngỏ ý nhận Bình Lê làm bố. Dễ dàng bẻ cả bài, nhìn mày bị kết án tử mà thương. Mày thử rap như tao đi, đéo ai dám chửi mày luôn.